Đấy, hôm nay là chủ nhân của em cún đã lên tận nơi xem và đón em nó về nhà chăm sóc. Con vàng đấy, con vàng cũng cùng bác bỉ vào giống tay vảnh đấy. Thích con đấy mà anh bán rồi sao? Con vàng đấy hôm vừa rồi thằng cu em nó ở dưới Hưng Yên nó lên nó bắt rồi. Thích con đấy. Thích con đấy. Con này thì sau nó vẫn dựng. Nó con con này là dựng. tai dựng muộn. Có, nó vẫn dựng hết mà. Bảo là thích tai dựng mà. Ừ. Bởi vì cái dòng này là con bố, bản thân con bố nó cũng dựng muộn. Con bố nó vào 20 cân nó mới dựng cơ. Còn một số con nó dựng sớm, một số con dựng muộn. Nó bây giờ nó vẫn đang béo, đang báng bụng. Tại sao nó vận động thả nó ra ngoài rồi ấy, thì nó vận động nó chạy nhảy này ấy, thì lúc đấy nó lại đõn bụng nó lại lên như con này. Con này trước nhá. Lưng nó có võng luôn cả như bắn xa. Rồi thế thì xong rồi là về với chủ mới nhá, hai anh trong nhớ nhá. Thôi, có biết câu đâu. Vậy cam chạy đi rồi đấy. Giờ là chủ có tiền rồi là mình có lên hay không là tùy đấy hả? Tốt tốt tốt. À đây. Rồi, con chó. Ừ, được. Thôi được, mấy khi coi như là ông chủ đầu tư cho coi như là nhiệt tình đến như vậy. Mày chẳng này không ổn rồi, tí nó đi là nó sẽ đổ. À đấy à? Rồi, ok. Tuần sau không không thời gian Ừ. đấy, việc yên việc kiến. À thế à? Rồi, ok, bắt tay với chủ mới cái nhờ. Rồi, xíu nha. Ừ, thế về nhau nhé. Rồi, thế em về nhá. Ừ. Rồi rồi, ok. Hello. Hôm nay thì mình lại xin chào toàn thể các anh chị em nhá. Trong cái buổi video của ngày hôm nay thì như lúc trước anh em biết rồi, là có rất nhiều nhiều các anh em cũng có quan tâm đến cái vấn đề đó là chu kỳ sinh sản của cún. Như ở video trước thì mình cũng có làm hướng dẫn cho các anh em, nhưng mà cái video đấy thì nó hơi rườm rà một tí, cho nên là thôi đợt này mình làm lại cho các anh em. Nếu như anh em nào quan tâm thì ở lại video này để xem. Còn anh em nào mà đi trước thì có thể là nắm bắt được rõ hơn, thì anh em cũng có thể là chia sẻ góp ý kiến. Nếu như mà mình có vấn đề nào thiếu sót cần phải bổ sung thì anh em cứ bổ sung góp ý giúp mình. Để mà nói thì cái chu kỳ sinh sản của chó ấy, thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có gì rườm rà lắm. Như là 1 năm với cái tập tính của những chú cún là sinh sản đều đều mà bình thường thì đó là 1 năm nó sẽ sinh sản vào 2 lứa. Còn đẻ ít hay nhiều thì nó phụ thuộc vào cái giống của nó nha anh em nhé, nó tùy từng con. Như là cái độ đậu của nó nhiều hay ít, đấy là cái độ đậu của nó mình không nói đến. Thế còn như cứ có chú cún nào ấy mà nó ít thì có 1 năm nó đi được có nó đẻ có 1 lứa thôi, thì đấy là những chú cún nó sẽ không bình thường rồi. Là những chú cún đấy là mình nuôi hay là đẻ hay là không thì đấy là tùy các anh em. Còn cứ thường thường là 1 năm là 2 lứa. Còn cái ngày mà để lấy giống, tức là để ghép đôi cho nó đẹp nhất, thì là từ cái ngày đầu tiên anh em thấy xuất hiện là máu nhá, thì là anh em sẽ đếm tính ra là vào ngày thứ 10 đổ ra cho đến ngày 13, tức là trong mấy cái ngày đấy là để cho ghép đôi đẹp nhất. Anh em cứ tính đến ngày 10, 11, 12, 13, đấy trong ba cái ngày đấy là anh em đẹp. Và khi đã lấy được rồi ấy, thì anh em lại cần chú ý nữa, đó là với cái chu kỳ mang thai của nó ấy, thì là nó sẽ rơi vào tầm 60 ngày là mang thai. Thì cái độ chênh lệch của nó chỉ rơi vào tầm 55 ngày cho đến 65 đến 70 ngày là cao, là nó sẽ sinh. Đấy là cái mà anh em chú ý về cái khi mà bắt đầu ghép đôi được rồi, là anh em cứ tính ra là 60 ngày, tức là 2 tháng đấy. 2 tháng là nó sẽ bắt đầu sinh. Và 2 tháng khi mà sinh xong thì nó lại 2 tháng để nó nuôi con. Nuôi con thì sau 2 tháng, tức là mình đã tách con ra rồi, thì nó lại để bắt đầu thay lông, hoàn thiện lại nó, thì lại phải hơn 1 tháng sau là bắt đầu lại tiếp tục là nó
đến cái kỳ của nó. Tức là anh em cứ hình dung ra là một năm nó chỉ sinh sản được hai lứa, đấy là đào rồi. Còn không có con nào một năm ba lứa đâu nhá anh em nhá. Kể cả năm nhuận đi chăng nữa thì nó cũng không có một năm ba lứa đâu. Cứ một năm hai lứa thôi. Đấy, 2 tháng nuôi con, 2 tháng mang thai và 2 tháng hoàn thiện và tiếp tục là ghép đôi. Đấy, như cái con cún này của nhà mình đây. Thì bây giờ con nó được vào 3 tháng rồi đây. Đây là con 3 tháng đây. Thì bây giờ hiện tại là nó và gọi là 5 tháng rồi. 5 tháng tức là để bắt đầu tới đây là nó chỉ tới đây là nó lại bắt đầu tiếp tục là sa lơ và để ghép đôi. Cả con này cũng thế, con này thì cũng vừa mới bắt đầu mình mới tách con thì bao giờ xong nó cũng phải thay lông đổi răng, thay lông một lần nữa xong bắt đầu nó lại mượt bóng lên rồi lại tiếp tục ghép đôi. Thế còn về cái phần chăm sóc chó con làm sao cho nó đạt được cái hiệu quả cao nhất, nếu như mà anh em nào mà có chưa biết, chưa nắm bắt được mà cần thì anh em cứ comment bình luận ở bên dưới thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các anh em nhà mình cùng biết. Tức là mình cứ có kinh nghiệm đến đâu, mình biết đến đâu thì mình chia sẻ cho anh em đến đấy. Thế còn lại anh em nào biết được hơn thì anh em cứ đóng góp thêm phần ý kiến dưới cho mình thì mình cũng xin cảm ơn các anh em rất chi là nhiều. Đấy, để mà nói thì là nó rất đơn giản thôi. Cho nên mình xin nhắc lại một lần nữa nhá, cái chu kỳ sinh sản của chú cún là anh em nắm bắt thứ nhất, đó là cái chu kỳ ghép đôi của nó là từ ngày đầu tiên cho đến ngày 13, 14. Đấy gọi là trong từ lấy được đẹp nhất ý, là từ ngày thứ 10 đổ ra đến ngày 13, 14 là anh em ghép đôi đẹp nhá. Thế còn lại chu kỳ mang thai của nó là vào 2 tháng bắt đầu sinh. Và cái chu kỳ chăm sóc của nó là vào 2 tháng chăm sóc con để tách con. Và tiếp tục 2 tháng sau là hoàn thiện và ghép đôi. Là 1 năm 6 tháng. 6 tháng thì là bắt đầu nó lại một vòng tuần hoàn của nó. Đấy, anh em nào còn thắc mắc cái gì và anh em nào có cái kinh nghiệm hơn nữa thì anh em cứ đóng góp ý kiến. Mà nếu như mình thiếu sót ở đâu thì anh em cứ bổ sung thêm cho mình. Mình xin cảm ơn. Đấy, thì là đây là trên này nhà mình thì mai tiếp tục là mình lại đi gửi tiếp mấy em cún về Thanh Hóa và về Hưng Yên, Mỹ Hào của Hưng Yên. Vạn vùng này, đầy đủ nha anh em nhé, màu xám khói, mắt xanh, ăn no ngủ ấy, ấy. Làm trên này thì nó mát mà nó sạch sẽ. Đây. Kìa có em mực kia, em mực lưỡi đốm kìa. Đấy, anh em nào mà nếu mà cứ yêu quý hàng Life Pha thì anh em cứ chủ động alo alo cho mình nhá. Đấy, còn bên này là cái hàng sồm bông nhá anh em. Đấy, hàng sồm ấy. Bên này còn kia là hai con lai béc dê. Đây, chú cún này thì mai mình cũng gửi đi Hưng Yên rồi. Mỹ Hào Hưng Yên đây. Đấy. To phết ở đây giờ phải được độ 5 cân rồi đấy. Hôm mình bắt về là mới có vào 4 cân thôi. Bây giờ là phải được tầm 5 cân rồi. Đấy, thì là đợt này nhà mình vẫn cung cấp cái hàng sữa tắm cho các anh em nhé. Nếu như anh em nào có nhu cầu cần thì anh em cứ chủ động liên hệ đến với mình cái hàng sữa tắm cho chó mèo cho các anh em. Rồi, thì là video của mình hôm nay cũng xin khép lại ở tại đây. Mình cũng cảm ơn đến toàn thể các anh chị em đã theo dõi. Anh chị em xem thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Xin chào.